Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và Moscow sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tôi muốn nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang được triển khai nghiêm ngặt theo đúng lịch trình, đúng kế hoạch. Tất cả nhiệm vụ đề ra ban đầu đang được thực hiện thành công, Tổng thống Putin tuyên bố trong bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng An ninh Nga hôm 3 tháng 3. Theo hãng tin Guardian, phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra nhằm bác bỏ tuyên bố của các chính phủ và cơ quan tình báo phương Tây rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang gặp khó khăn khi đối mặt với các vấn đề hậu cần, sai lầm chiến thuật và sự phản kháng mạnh mẽ từ Ukraine. Ông Putin cũng ca ngợi hành động anh dũng của các binh sĩ Nga, đồng thời cho biết gia đình của các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Ukraine sẽ được bồi thường. Giờ đây, trên lãnh thổ Ukraine, các binh sĩ và sĩ quan của chúng ta đang chiến đấu vì nước Nga, vì cuộc sống hòa bình cho người dân Donbass, vì mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, để chúng ta không bị đe dọa bởi những kẻ chống Nga ngay ở biên giới của chúng ta, ông Putin nói. Tổng thống Nga cũng nhắc lại lập trường của ông đối với Ukraine và mục tiêu bảo vệ Ukraine khỏi các nhóm cực hữu giành quyền kiểm soát ở nước này. Người Nga và người Ukraine là một dân tộc, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó, ông Putin nhấn mạnh. Cùng ngày, Tổng thống Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Putin khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa và bảo đảm trạng thái trung lập của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã vạch ra chi tiết những cách tiếp cận và điều kiện cơ bản trong đàm phán với các đại diện của Ukraine. Ông xác nhận điều đầu tiên là bảo đảm phi quân sự hóa và duy trì trạng thái trung lập của Ukraine, nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ lãnh thổ nước này nhằm vào Nga, Điện Kremlin ra thông cáo sau cuộc điện đàm. Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Điện Kremlin khẳng định thông tin cho rằng lực lượng Nga pháo kích các địa điểm dân sự ở Kiev là một phần của chiến dịch tin giả chống Nga và các lực lượng Nga đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân thường. Các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. Mọi nỗ lực tranh thủ thời gian bằng cách kéo dài các cuộc đàm phán sẽ chỉ khiến chúng tôi đưa ra thêm các điều kiện với Kiev, dẫn đến các yêu cầu bổ sung đối với Kiev theo lập trường đàm phán của chúng tôi, Điện Kremlin nhấn mạnh. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 2 tháng 3, Tổng thống Putin cũng nêu rõ lập trường của Nga về những điều kiện cần thiết nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Các điều kiện này bao gồm việc xem xét vô điều kiện các lợi ích an ninh của Nga, phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo trạng thái trung lập, không sở hữu hạt nhân của Ukraine, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea cũng như công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk, Lugan ở miền đông Ukraine. Nga triển khai chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2, vài ngày sau khi công nhận độc lập, chủ quyền cho hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow tuyên bố chiến dịch này nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine và bảo vệ người dân vùng ly khai Donetsk, Lugan.